Hôm nay, ngày 5 tháng 5 năm 2022, thứ năm tuần thứ ba mùa phục sinh năm Chặn. Trích sách Tông đồ Công vụ. Trong những ngày ấy, Thiên thần Chúa nói cùng Philippe rằng: "Hãy trỗi dậy, đi về mạn nam, theo con đường từ Jerusalem xuống Gaza. Đường ấy vắng vẻ, người trỗi dậy ra đi. Và này có một người Ethiopi là thái giám quyền thế của nữ hoàng Canda, xứ Ethiopi và là tổng quản công khố của nữ hoàng. Ông đến chào lễ tại Jerusalem. Lúc trở về, ông ngồi trên xe, đọc sách tiên tri Isaiah. Thánh thần bảo Philippe, hãy tiến lên và theo cho kịp xe kia. Philippe chạy tới, nghe thấy ông ấy đọc sách tiên tri Isaiah liền hỏi: Ngài có hiểu được điều Ngài đọc không? Nhà quan trả lời: Làm sao tôi hiểu được nếu không ai chỉ giáo cho tôi? Nhà quan liền mời Philippe lên xe ngồi với mình. Đoạn thánh kinh ông đang đọc như sau: Như con chiên bị đem đi làm thịt, người phải điệu đi, như con chiên trước người thợ sáng lông không kêu một tiếng, người chẳng mở miệng, trong cảnh nhục nhã, người bị lên án bất công. Còn ai kể lại dòng dõi của người? Vì mạng sống người bị cất khỏi trần gian. Viên thái giám lên tiếng hỏi Philippe rằng: Tôi xin hỏi ông, đấng tiên tri nói điều ấy về ai? Về chính mình hay về người khác? Philippe mở miệng rao giảng tin mừng Đức Giêsu cho ông, bắt đầu từ đoạn thánh kinh đó. Đang đi dọc đường đến nơi có nước, vị thái giám liền nói: Này, nước đây, có gì ngăn trở tôi chịu phép rửa không? Philippe nói: Nếu ông tin hết lòng thì được. Nhà quan đáp lại: Tôi tin Đức Giêsu Kitô là con Thiên Chúa. Ông ra lệnh cho dừng xe lại. Philippe và viên thái giám cả hai đi xuống nước và Philippe làm phép rửa cho ông. Khi họ lên khỏi nước, Thánh thần Chúa đem Philippe đi mất và viên thái giám không còn thấy ngài nữa. Ông hoang hoang tiếp tục hành trình. Còn Philippe thì người ta gặp thấy tại Azo. Ngài rảo khắp mọi thành phố, rao giảng tin mừng cho đến thành Caesarea. Đó là lời Chúa. Ta ơn Chúa. Toàn thể đất nước hãy xeo mừng Thiên Chúa. Hỡi chư dân hãy chúc tụng Thiên Chúa chúng tôi và loan truyền lời ca ngợi khen Ngài, là đấng đã ban cho linh hồn chúng tôi được sống và không để chân chúng tôi siêu te. Toàn thể đất nước hãy reo mừng Thiên Chúa. Phàm ai tôn sợ Chúa hãy đến, hãy nghe tôi kể lại. Chúa đã làm cho linh hồn tôi những điều trọng đại biết bao. Tôi đã mở miệng kêu lên chinh Chúa và lưỡi tôi đã ngợi khen Ngài. Toàn thể đất nước hãy reo mừng Thiên Chúa. Chúc tụng Chúa là đấng không hắc hủi lời tôi nguyện và không rút lại lòng nhân hậu đối với tôi. Toàn thể đất nước hãy reo mừng Thiên Chúa. Alleluia, Alleluia. Chúa phán, Thầy sẽ không bỏ các con mồ côi. Thầy sẽ đến với các con và lòng các con sẽ vui mừng. Alleluia. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy Chúa Giêsu phán với dân chúng rằng: Không ai đến được với ta nếu Cha là đấng sai ta không lôi kéo kẻ ấy. Và ta sẽ cho họ sống lại trong ngày sau hết. Trong sách các tiên tri có chép rằng: Mọi người sẽ được Thiên Chúa dạy bảo, ai nghe lời giáo hóa của Cha thì đến với ta. Không một ai đã xem thấy Cha trừ đấng bởi Thiên Chúa mà ra. Đấng ấy đã thấy Cha. Thật, ta bảo thật các ngươi, ai tin vào ta thì có sự sống đời đời. Ta là bánh ban sự sống. Cha ông các ngươi đã ăn manna trong sa mạc và đã chết. Đây là bánh bởi trời xuống, để ai ăn bánh này thì khỏi chết. Ta là bánh hằng sống từ trời xuống, ai ăn bánh này
sẽ sống đời đời, và bánh ta sẽ ban chính là thịt ta để cho thế gian được sống. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Tin thì được sống. Thật, tôi bảo thật các ông, ai tin thì được sống đời đời. Gioan chương 6 câu 47. Suy niệm: sau khi được Chúa Giêsu làm phép lạ hóa bánh ra nhiều cho đám đông dân chúng ăn no nê, họ phấn khởi đi theo Chúa để được ăn mãi thứ bánh miễn phí ấy. Họ muốn ngồi mát mà ăn bát vàng, không phải làm việc mà vẫn có bánh ăn hàng ngày. Chúa cảnh tỉnh họ và mặc khải một điều quan trọng mà Ngài sẽ thực hiện, đó là bánh hằng sống. Bánh đó thỏa mãn được khát vọng sâu thẳm nơi con người là muốn được sống mãi. Tuy nhiên, để có thể được hằng sống, sống đời đời nhờ việc ăn bánh thánh là chính thịt máu Chúa Giêsu, thì điều kiện cần có duy nhất là phải đón nhận với thái độ đức tin. Ai tin thì được sống đời đời. Quả thật, nếu không tin hoặc tin cách mơ hồ, thì việc rước mình Thánh Chúa sẽ chẳng mang lại lợi ích gì cho người đón nhận. Chỉ khi đón nhận bằng đức tin, chúng ta mới đón nhận được những hồng ân của Chúa và sự sống đích thực cho tâm hồn. Mời bạn, chúng ta vẫn luôn khao khát tìm kiếm sự sống đời đời, nhưng liệu rằng chúng ta đã tìm đúng địa chỉ hay chưa? Nếu chúng ta tìm nơi thụ tạo, chúng ta chỉ tìm được sự thỏa mãn nhất thời và chóng qua. Nếu chúng ta tìm nơi Chúa Giêsu, đấng là sự sống, chúng ta sẽ đón nhận được sự sống đích thực là sống đời đời. Sống lời Chúa, tôi sẽ tham dự thánh lễ và rước mình Thánh Chúa một cách sốt sắng. Cầu nguyện: lạy Chúa Giêsu thánh thể, chúng con tin thật Chúa ngự trong tấm bánh nhỏ bé đơn sơ mà chúng con đón nhận mỗi khi tham dự thánh lễ. Xin cho hồng ân thánh thể luôn gìn giữ và dẫn đưa chúng con về tới quê trời vinh phúc muôn đời. Amen. Trích suy niệm lời Chúa hằng ngày. Nhà thờ cho người da màu. Trong quyển tự thuật, Mahatma Gandhi, cha đẻ của chủ trương tranh đấu bất đạo động và là người đã giải phóng Ấn Độ khỏi ách thống trị của người Anh, đã kể lại rằng trong những ngày còn làm sinh viên, ông đã đi lại khá nhiều tại Nam Phi. Ông đã say mê đọc Kinh Thánh và vô cùng cảm kích về bài giảng trên núi của Chúa Giêsu. Chính tám mấu phúc thật đã gợi hứng cho chủ trương tranh đấu bất bạo động của ông. Mahatma Gandhi xác tín rằng Kitô giáo là giải pháp cho mối ôn nhọt phân chia giai cấp đang đục khoét xã hội Ấn từ bao thế kỷ qua. Ông đã nghĩ đến chuyện gia nhập vào giáo hội. Thế nhưng, ngày nọ, khi đến nhà thờ để dự lễ và đón nhận một vài lời chỉ dẫn, ông đã thất vọng. Ông vừa vào đến cửa nhà thờ thì những người da trắng chặn ông lại và nói với ông rằng nếu ông muốn tham dự thánh lễ thì hãy tìm đến một nhà thờ dành riêng cho người da màu. Mahatma Gandhi đã ra khỏi nhà thờ và ông đã không bao giờ trở lại bất cứ nhà thờ nào nữa. Câu chuyện trên đây của Mahatma Gandhi đáng cho chúng ta suy nghĩ. Vô tình hay hữu ý, ai trong chúng ta cũng có thể là một chướng ngại vật ngăn cản nhiều người muốn tìm đến với giáo hội. Một lời nói, một cử chỉ, một cách sống, nếu đi ngược lại với tinh thần của tin mừng, đều có thể là một cách xua đuổi người khác ra khỏi nhà thờ. Không ai là một hòn đảo. Chân lý này đúng cho những tương quan giữa người với người mà còn có giá trị hơn nữa trong tương quan của niềm tin. Không có một hành động nào của Kitô hữu mà không ảnh hưởng đến người khác. Trong mầu nhiệm của sự thông hiệp, chúng ta biết rằng tất cả mọi chi thể của Đức Kitô đều liên kết khăng khít với nhau, đến độ sức mạnh của người này là nơi nương tựa cho người khác. Sự yếu đuối và tội lỗi của người này có thể làm tổn thương đến người khác. Trong thân thể mầu nhiệm của Đức Kitô, tất cả mọi chi thể đều liên đới với nhau. Tất cả mọi người đều có trách nhiệm đối với nhau. Không ai là một hòn đảo. Chân lý này cũng đúng cho tương quan của người tín hữu đối với người ngoài giáo hội. Mỗi người tín hữu đều phải là trung gian, nhờ đó con người tìm đến với giáo hội.
Nói cho cùng, người tín hữu không sống cho mình mà sống cho tha nhân. Thật thế, có lẽ không ai trong chúng ta có thể vào thiên đàng nếu chúng ta chưa giúp một người nào đó cũng vào thiên đàng với chúng ta. Đó chính là luận lý của tin mừng. Khi mất đi bản thân về tha nhân, chúng ta mới tìm gặp lại chính mình. Bài trích sức lẽ sống.